cái cây nó bị vậy nè đó à, phải đó. nó bị cái thứ nhất nè là cái lá cây ngọn nè nó le que nhỏ nhỏ đó là nó bị bộ trĩ hả, gài với bộ trĩ. Thứ hai nữa là nó trồng đây là tức là nó để trong, thứ nhất là nó để trong mót mà nó trồng đất xốp quá, nó để trong mót trồng đất xốp, đang nó là trồng đất xốp quá, nó ví dụ như trồng mà bỏ ví dụ xây dừa vô là nó không có chịu. Xây dừa nó không chịu hả? Tuyệt đối cái thằng hướng dương là không có bỏ đất xây dừa, chỉ có đất bình thường trồng phân hoa thôi. Nhưng mà lỡ miền Nam á thì nó hay có cái vụ là giá thể xây dừa chứ. Xây dừa. Chào mọi người nha. Nay cập nhật tình hình hướng dương 90 ngày ở quê mình cho mọi người xem. Thì hiện tại là những cái chậu hướng dương đã được trồng. Cái này là trồng từ ngày 15, 16, 17. Nói chung là hướng dương 90 ngày ở quê mình là được trồng từ ngày 15, 16, 17. Nói chung là 3 ngày đó là được trồng. Thì hiện tại bữa nay là ngày 27 âm lịch rồi. Thì mọi người thấy này, 27 âm lịch là nó tầm khoảng cỡ 10 đến 12 ngày mà nó phát triển như thế này rồi mọi người. Đó. Đây. Đây là cây 90 ngày. Nó đã coi cái bàn tay của mình đây á thì nó được 4 ngón tay rồi. Thậm chí có những cái lá mà nó bằng cả bàn tay luôn á mọi người. Nè, thấy chưa? Ở mình hướng dương trồng nó có thể nói là nó mau phát. Tuy nhiên cũng có những cái cây mà nó mới cái tầm này thôi, nó mới tầm này, bởi vậy cũng gọi là chưa phải là lớn. Thì để mình đi rảo một vòng cho mọi người xem. Rồi có một số anh chị hỏi mình á, có nghĩa là chụp hình quay phim gửi về cho mình rồi hỏi là cái cây hướng dương này nó bị bệnh như thế nào. Thì tí nữa mình sẽ hỏi ông chú, ông sẽ giải đáp cho mọi người xem, mọi người nghe là cái bệnh đó là nó bệnh gì và mình dùng thuốc gì nha mọi người. Cái cây này mọi người thấy lớn cái kia chưa, nó quá lớn luôn. Thì đây mọi người, chú cũng trồng rất là nhiều. Thì để mình lại mình hỏi ông chú là cái hương dương mà nó bị vàng lá, bị còi cặp không phát triển là vì lý do gì. Nếu mà anh chị em xem được cái clip này thì có thể học hỏi trồng theo, làm theo. Thôi để mình vô mình hỏi đi nha mọi người. Thì trong quá trình đường đi thì mọi người có thể ngắm nghía những cái cây hướng dương bé tèo tèo, nhưng mà cây kế bên nó thì to âm luôn, khả năng là cây này nó đều quá rồi. Chú có cây hướng dương nó phát triển quá, có cây nó cũng đều quá chú hả? Mới trồng sao hả chú? Dạ. Ủa chú nó bị vậy là bị gì chú? Bệnh á. Bệnh hả? Bệnh gì vậy chú? Dạ biết luôn. Cái này không biết luôn á hả? Cái tự nhiên nó bị vậy thôi. Có chú có một cái đứa bạn đó nó chụp hình cái hướng dương á chú. À thằng à đúng rồi. Cái nó bị vàng lá là nó bị bệnh gì chú? Nó gòn sao chứ, nó gòn là dư dại gì nữa, đâu nó gòn tao cái ngọn vậy gì nữa. À dạ đúng rồi nó cái đó là nó bị có nhiều hầu đó, nó bị đủ ấy, bị bệnh rồi, nó bị lạnh nó quá nó cũng bị lạnh quá cũng bị rồi chú. Như cây của chú là nó bị bệnh gì cái nào, cái cây kia đây nè, nó bị cái bọt này nó rớt qua đó.
À, cái tấm bạc đó, nó đè cái nó làm hư hả? Nhà một đêm một ngày đêm thành giải luôn à. Còn như này có thằng em kia nó mới gỡ cái cây hướng dương, cái hình hướng dương mà nó cũng được 3-4 lá thôi chứ không có nhiều, mà nó bị vàng, nó bị vàng chút. Vàng sâu từ từ nha, để con từ từ để, tại vì nó nằm trong cái máy này, để tạm tắt đi rồi cho chú xem rồi đó. À, ở đây chú, cái cây nó bị vậy nè, đó. À, không phải đâu. nó bị cái thứ nhất nè, dạ. Là cái lá cây ngọn này nè, dạ. Nó le que nhỏ đó, dạ. Là nó bị bồ trĩ. Bị bồ trĩ hả? Gài với bồ trĩ. Thứ hai nữa là nó trồng đây, là tức là nó để thằng thứ nhất, nó để thằng mót mà nó trồng đất xếp quá. Nó để trồng mót, trồng đất xếp. Đang nó là trồng đất xếp quá, nó ví dụ như trồng mà bỏ ví dụ xây dừa vô là nó không có chịu. Xe dừa nó không chịu hả? À, tuyệt đối cái thằng hướng dương là không có bỏ đất xe dừa, dạ. Chỉ có đất bình thường trộn phân qua thôi. Dạ. Đó. Nhưng mà lỡ miền Nam á thì nó hay hay có cái vụ là giá thể xe dừa chứ. Xe dừa là chịu. Chứ hả? À. Cây hướng dương nó không có chịu cái đất mà bàn xe dừa. À. Nhưng nó trồng ra trồng đất không thôi, mày coi thứ nó bọn chú trồng là đất không mà đất này là hơi cót. Cái nó là nó phải trồng đất thì thời dạ. Nữa là nó như vậy là cái trường hợp này á là bị hết nó đó, thứ nhất là nó bị nó trồng đất xếp này nha, dạ. Là cái cây nó lên nó bị tan te cái cây này, dạ. Đó, thứ hai là nó bị cái lá mà trăng chính giữa là cái lá nhỏ nhỏ mà bắt đầu nó nhăn nhăn nó, dạ. Là nó bị rài với bồ trĩ, rài với bồ trĩ, rài là nó bị đất xếp này, dạ. Rồi là để trăng mót nữa, để trồng rợp đúng không? À, đó nó bị ba cái yếu tố đó, đây này chút đó, đó. Là nó lây khi cái đất xếp là nó lây nó chịu không nổi, thì tức là cái lá dưới bắt đầu nó vòn lần, dạ. Lá dưới là nó vòn, nhưng mà cái lá dưới ra thì nó không quan trọng, dạ. Nếu nó có vòn nữa thì nó cũng không quan trọng lắm, dạ. Mình bỏ đúng không? Cái lá bào sau này cũng bỏ thôi, chỉ những dạ. Cái lá trên đây thì phải giữ, dạ. Giữ khi mình nó cái cây mà nó lớn tầm khoảng cỡ được một mét rồi là ba cái lá rồi đó là coi như là nó cũng không còn quan trọng nữa, dạ. Chủ yếu là để nó che cái gốc, mà giữ được thì tốt, giữ không được nó vẫn ra bông bình thường, dạ. Cái này nghe là mấy đứa nhỏ là nó làm trong doanh trại quân đội á, mà bây giờ là quân đội là kiểu như giờ họ cũng kiểu trồng hoa luôn chứ họ không có mua hoa như mọi năm nữa đó, cho nên là lính á là sẽ chia ra là hình như là thằng này phải trồng thằng kia vậy đó đó. Thì ở đây nè là như vậy là trường hợp này là nó bị rợp đúng không chú? Trong rợp, rợp như hơi nó trồng nó hổ thử có phải trồng đất xe dừa không anh này chú? Nó nói chung là nó tối quá mình cũng không thấy rõ lắm nó, chứ còn nó thì nó không chịu ra đất xe dừa ngang, không chịu đúng không? À, đây là để trồng rợp nữa nè, giờ nên là nó bị thiếu đọm nữa nè. Thiếu đọm hả? Nói chung là thiếu đọm nữa thì ví dụ như cái cây bình thường ngang nó trồng ở ngoài nó trơ ngang, dạ. Nó bự lớn đây hả? Dạ. Rồi lên là phải trồng ở đất á, dạ. Thì ví dụ như nó có thiếu đọm thì nó vẫn còn sức nó sống, dạ. Nhưng mà trồng trong cái chậu tức là nó phải cho nó được bự lớn này nè thì nó thiếu đọm nó mới có bông, dạ. Chứ còn nó nhỏ quá mà nó thiếu đọm rồi sau này nó không lớn nữa, nó trồng còn ổn nữa, dạ. Cho nên là nó còn thiếu cái rễ nó, dạ. Dạ, cảm ơn chú nha. Đó thì thôi giờ anh em thay đổi cái cách trồng. Ủa là chú vô bào đây đó hả? À dạ. Bào nhỏ nhỏ đi. Thì thôi cũng cập nhật tình hình hướng dương cho mọi người xem. À, để mình qua cái góc kia mình view tiếp cho mọi người xem một tí xíu nữa nha. À, mọi người ở bên này là cũng có một cái đám hướng dương nữa. Thì ở bên này là người ta họ trồng trong cái chậu hình ống này, trong chậu ống này đó. Còn bên kia là người ta trồng trong cái chậu tròn to. Thì như đầu clip thì mọi người đã xem rồi đó. Còn bên này thì trong cái chậu này. Nhìn chung á, thì mình thấy hiện tại á, wow, có vẻ như là cái có vẻ như là cái cây này trồng trong cái chậu này có vẻ ốm hơn nè mọi người nè, không ốm hơn, tông teo hơn cái chậu bên kia đó.
đó mọi người, đó nhìn nó ốm hơn. Như vậy là cái chậu nó cũng rất là quan trọng nha mọi người, hình như là nó không có dinh dưỡng bằng cái chậu bên kia. Cái lá thì nó cũng to rồi đó. Để mình bây giờ mình sẽ quay ngược lại phía bên kia, mình quay cho mọi người xem là cái hướng dương nó mập ốm ra sao nha. Ở bên đây thì mình thấy cái chậu nó bị lớn à, đó có khả năng là dinh dưỡng nó sẽ không bằng cái chậu to, mà sự thật là như vậy đó mọi người. Cho nên là cái thân này nó tuy nó cao nhưng mà nó ốm nè. Để bây giờ mình quay ngược qua kia, mình quay lại cho mọi người xem nha, để mình thiếu. Nãy cho quay phía bên kia cho thấy là hình như là cây nó ốm hơn phía bên chú. À này, cây ở đây trồng dùng trong chậu đây nè, không? Chậu đây là chậu 50 chứ hả? Chậu 50. Cho nên là thấy cái cây nó mập ú đúng không? Đó. Bên kia hình như là nó tông teo hơn nha mọi người. Đúng rồi, mập ú hơn đó. Đây nè. Mập, thân mập ú, nó cao không bằng, nhưng mà nó mập lá to hơn bên kia. Rồi thì thôi mình cũng kết thúc video nha mọi người. Giờ chào tạm biệt hết.